Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay là Chủ nhật, mình được nghỉ làm các bạn. Thì mình ghé nhà anh Túc Thịnh chơi. Thì xem sau mấy tháng thì anh Túc Thịnh anh có nâng cấp dạng hồ hay là có nâng cấp cá hay nâng cấp cái gì hay không. Thì mình sẽ quay lại chia sẻ với các bạn nha. Đây, đầu tiên giới thiệu các bạn, đây là anh Thịnh, Túc Thịnh. Chào các bạn. Là chủ trại này ha. Trại gì, nuôi nhà chơi thôi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây là cái quang cảnh nguyên một cái dàn hồ của anh Thịnh nha. Anh Thịnh thì ở clip trước mình đã nói rồi, ảnh là chuyên về nuôi thủy sinh và thùng xốp nha các bạn. Cá rất là khỏe, rất là đẹp và giá lại rất là phải chăng nha các bạn. Bữa nay trại mình có gì mới không anh? Cũng hết rồi, cũng chủ yếu là cá con thôi. Bữa có cá nhiều kia em lại mà chưa tăng lại, mà tăng không có lại các bạn. Qua bán một tuần là bắt đầu trở lại còn cá con không luôn đó. Thì cái dàn kệ này là mình lắp khoảng 600 mấy à. Cái này tự lắp không có tốn công. Trên đây là cá con nhỏ nè. Ở dưới đây cá xài lớn chút. Còn dưới đây là cá giống. Cá giống. Đây cho các bạn xem. Các bạn có nhìn sơ em thấy tưởng đâu là hồ xi măng ha, thùng xốp nha các bạn. Thùng xốp ảnh tô xi măng thôi. Đây nè, cá con nè. Quý thấy cá con không? Thấy, cá con rất là nhiều luôn nha các bạn. Cái này chắc khoảng hơn 100 con. Tại vì hai con cá mái đẻ. Cái này Dumbo ghế tai. Dumbo ghế tai. Nước thấp không, chưa tan lóng tai nữa. Từ từ mình mới nâng nước lên. Khi mà nó lớn lên á, lớn lên tới đâu mình nâng tới đó. Vậy là cá con mình nuôi nước thấp hả? Nước thấp thì khi mà mình cho ăn á, thì nó sẽ dễ thấy thức ăn hơn đó, nó bu lại ăn đó. Ở đây cho ăn cám từ nhỏ luôn. Cá ở đây rất là dễ nha các bạn. Bình dân lắm. Ăn cám từ nhỏ, không có kén cá chọn canh. Thử nhịn đói đi. Bên đây cũng Dumbo nè, mà hơi lớn chút. Dumbo xe lớn hơn anh. À, xe hơi lớn hơn. Chỉ là sáng cho ăn còn ít thôi, bây giờ nó còn muốn ăn nữa. Các bạn thấy không? Cái hồ đâu cần gì đâu, chỉ cần cá, nước, mính cây thủy sinh và miếng than đá là cá sống khỏe các bạn, không còn cần phải lọc hay là gì đâu. Còn bên đây là gồng tím. Anh định bỏ cái dòng gồng tím mà hết cái bầy này mới bỏ. Sau này nuôi gồng đỏ thôi. Gồng đỏ sọt. Gồng đỏ sọt full tia. Cái này cũng Dumbo. Châu Dumbo. Cái này là gừng. Cá bảy màu rừng hả? Ừ, con gừng mà giống này không? Hai hồ luôn, hồ lớn hồ nhỏ. Mới tách mẹ. Hồ lớn ít hơn, tại vì nó đẻ được đầu á. Lúc nào con nó cũng ít hơn. Nó còn một đám nữa nè, nó chưa tách nè. Chưa tách bố mẹ nè. Ba tuần mới tách. Mấy ngày chưa tới thời gian. Quay chung sáng đi thôi. Qua bên đây đi. Ai gì thì nó không bị chá nè. Gồng tím đúng không anh? Hả? Anh nói cái này là gì? Gồng gì? Không, cái này là gừng. À, phải màu gừng. Gừng neon á. Ủa? Cái này là đúng rồi, giống neon. Rừng bài này neon. Chưa tắt. 3 tuần tuổi mới tắt. Cái lý do mà 3 tuần tuổi mới tách đó các bạn, nghĩa là một tháng sau con mẹ, bố mẹ có thể đẻ con nữa. Cho nên là mình tách trước khi mà bố mẹ nó đẻ thêm một lượt nữa. Là hợp lý ha. À, để cho size nó đều. Đây, quân con. Con này có cá con rồi đó, mà ít á. Mà chắc tụi này ăn rồi nó không bu lại đâu. Quân con. Thấy rõ không? Rõ lắm.
cá lạch ghê ha. Ừ. Vậy để cho ăn thử. Thấy các bạn thấy nước trong không? Không có thay nước luôn. Hoàn toàn là tự nhiên nha các bạn. Không có xài lọc gì hết. Chủ yếu là nước trong do vi sinh thôi. Vi sinh. Vi sinh của sỉ than nè. Sỉ than và ánh sáng. Cái hồ này là cũng là cái hồ nuôi chét xi măng. Nên nước cũng khá là trong. Có bầy coi đen này sắp xe được nè. Rất là dễ thương luôn. Anh em nhanh tay nha. Thấy cái thấy bầy này là inbox anh Thịnh liền nha. Anh xe hết bầy luôn đó. Đấy. Quay về cho nó thấy hết bầy. Thấy không? Coi đen sọt nha các bạn. Coi đen sọt. Có thể là mình sẽ giữ lại một cặp mà. Một chóng mái. Còn nhiêu là xe. Đó, xe hết nha các bạn. Bạn nào mà cần thì cứ inbox anh Túc Thịnh nha. Facebook để phía dưới mô tả nha. Cá lanh ghê không? Rồi mình sẽ tiến ra cái khu phía sau. Khu phía sau của ảnh. Đám này là đám kim cương rồi đó, xe của ông Sang nè. Nhưng mà mình nuôi theo cái chuẩn sai cho nên kim cương. À các bạn có coi cái clip qua nhà anh Sang Guppy á, thì anh Thịnh có xe cái bầy đó, bầy kim cương đợt trước nè. Sau này không có mắc giống nữa đâu, khá là nhiều. Đẻ được mấy rồi, mấy bầy phải không anh? Ừ, bầy này là bầy thứ hai. Bầy con thứ nhất của nó anh có giữ lại một cặp. Không biết giữ lại một cặp làm giống nó quay thấy không nữa. Ở trong góc này nè. Kìa con thấy nè. Mà con trống nó đâu tiêu rồi. Lấp rồi. Con trống đẹp lắm. À đó 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 đó. Nó chưa lên phun mình nhưng mà kim cương ha. Nó chưa lên phun mình, từ từ nó lên phun. Có giữ là một cặp giống thôi, tại vì còn một bầy con nữa. Còn đám này là gừng Tiger. Đây là gừng á. Cái này là Inner Gap nè. Nói bảy màu gừng nhỏ chứ bây giờ bạn nhìn cái con giống rất là to. Uno luôn cũng nè. Mới đẻ luôn rồi á. Ừ. Giữ lại ba mái giống mà. Con này là con sao. Hai con kia trước. Nghĩa là bán một bầy thì mình sẽ giữ lại vài ba con vậy đó. Để làm giống. Để làm giống, cứ nhân nhân vòng vòng, xây tua. Rồi cắt hết rồi quá. Hồi đợt này thì mình lại cũng không ngay cái lúc mà anh Thịnh lên cá nhiều đâu các bạn. Thì chủ yếu là ghé chơi. Ghé chơi giao lưu với anh Thịnh chơi, đỡ buồn. Sẵn chia sẻ với các bạn cái trại đợt này luôn. Sẵn đây mình có quay lan nữa các bạn. Mình có chia sẻ lan nữa nha. Sẵn đây giới thiệu lan luôn. Lan thì mình cũng không làm, anh Thịnh dành hơn. Mình chơi lan gừng không à. Chủ yếu là kiến, phi điệp, giả hạt. Chủ yếu tập trung ba cái dòng đó. Tại trong quá trình mà mình đi đi xa thì nếu mà có điều kiện mà mình gặp thì mình sẽ săn về. Chủ yếu đây là tất cả những dòng mà sổ số thôi, nghĩa là chưa biết mặt bông. Là sẵn sàng xe nếu như người nào thích. Anh em nào có nhã hứng chơi lan thì inbox anh Thịnh tư vấn cho nha. Lại cứ coi cây thích thì cứ xe thôi. Mình không có xe giá tiền tỷ giống như người ta đâu. Chơi anh em qua rất lại. Rất là nhiều lan. Lan này anh đã tách ra hết rồi nha các bạn. Cái này xử lý lại hết rồi đó. Không, cái này anh chưa xử lý. Cái này là chỗ còn của người ta nguyên thủy. À mới lấy về thôi. Còn phân nè, người ta sử dụng phân nè. Nhưng mà sau này khi mà anh trồng, anh sẽ không trồng phân hóa học, anh sẽ chỉ trồng phân hữu cơ thôi. Hữu cơ. Đi giống như cái mô hình của cá vậy đó. À. Thì anh trồng sẽ giống như thế này. Treo như thế này. Nó rất là đơn giản. Chỉ tưới ấy thì các bạn đem về các bạn trồng nó dễ sống. Trái này là trái gì anh? Đây là trái dừa điếc. À, trái dừa. Trái dừa điếc. Dừa điếc có nghĩa là sao ta, là nó bị đẹp á hả? Là nó không có ruột. Dừa điếc nó không có nước trong đây.
Phơi khô hành giá thể cho lan luôn á. Mình tước nè, mình tước một phần thôi, không cần phải tước hết nguyên trái, tại vì nó chủ yếu nó bám cái phần này thôi. Dạ. Dạ dễ cưng hơn. 4-5 cục vậy đó. Mấy này là mấy cây con. Thì bên đây là anh đã xử lý lại rồi nè. Dạng này mới là dạng mình đã xử lý lại. Đó. Trồng như thế này. Ví dụ như về mà các bạn thích phát đó, thì các bạn để nguyên cái này, các bạn để vô chậu lên cây. Nhưng mà cái dòng này là mấy cái dạng thân thòng, cho nên trồng thòng thân thì nó đẹp hơn, nó bò ngược xuống ha. Ừ. Bên đây cũng xử lý rồi đó, mình xử lý rồi thì các bạn sẽ thấy không có phân hóa học nằm trên rễ. Xử lý rồi mình lấy phân ra hết rồi ha. Mình xử lý lại chủ yếu là có bón phân, mà phân hữu cơ, phân dê hoặc là phân hữu cơ thôi. Bên đây là một số đắng cây lớn, cây này đẹp nè, cũng chưa làm lại nhưng mà thấy nó đang ổn cho nên giữ. Cây này ai chơi lan dòm thử đánh giá. Anh em nào biết chơi thì đánh giá thử cây này như thế nào ha. Đây là xanh sạch. Thấy cái thân nó khác người ta không? Nó không có sọc khứa gì hết trơn, nó bóng lưỡng từ gốc nó lên. Gọi là xanh sạch. Quá nhiều luôn. Hiện giờ lấn sân vô lĩnh vực triệu đô rồi nha các bạn. Không có đâu. Cái này nuôi chơi thôi. Nè mấy cái giá thể này là làm thành công. Nó bắt đầu nó bám ha. Nó bám. Là đã cắt bỏ cái sợi dây lông rồi đó. Khoảng thời gian bao lâu rồi nó bám anh ha? Nó chỉ cần, nếu mà cái mầm nhỏ là em chỉ cần khoảng 3 ngày là bắt đầu nó sẽ cắn nhẹ vô cái này rồi. Tính ra nó cũng nhanh chứ. Cũng nhanh lắm. Ở 1 tháng là bắt đầu là nó cứng như thế này. Rồi coi thử cái mầm nhỏ đi. Coi nó cắn như thế nào. Đây, ở đây mình có một cái mầm nhỏ này các bạn. Đấy. Thì cái này được 3 ngày rồi. Các bạn nhìn là nó bắn xuống nè, bắn rễ xuống nè. Nó bám vô rồi đó, bắt đầu nó bắn rễ xuống. Cái thằng rễ này nó bắn vô rồi nè. Nó chỉ đơn giản vậy thôi, và cái rễ này nó bắn vô cái gốc này nè. Bắt đầu nó bám rồi đó ha. Cái này chủ yếu là mình tưới nước thường xuyên. Tưới vào buổi sáng sớm hoặc là tưới vào buổi chiều, tránh tưới vào buổi trưa nóng. Nó cũng khá đơn giản, tại vì cái dòng gừng này nè, ở ngoài tự nhiên đâu có ai tưới cho nó đâu, thì nó vẫn phát triển được. Nhưng mà cái nguyên nhân mà người ta sử dụng thuốc đó là người ta muốn cho cây nó nhanh phát triển để người ta nhanh có cái kinh tế. Ở đây thì mình chủ yếu là nuôi chơi và chia sẻ thôi. Cây này thì từ từ nó sẽ mọc ra. Cây này mới cây. Lúc mà gắn vô thì nó cũng chưa có cái rễ này nhiều đâu, nước nhiều á nó sẽ xuống. Và nó có một cái hay gì nè, nếu mà các bạn để những cái mầm non mà nó nằm ở trên cái hồ cá này, nó nằm treo như thế này, thì nước ở dưới hồ cá nó bốc hơi lên á là nó sẽ thòng cái rễ này xuống. Đó. Nó theo cái nguồn nước này nè. Nó theo cái nguồn nước. Nó hay. Hay chỗ đó. Anh thử móc thử đi. Nhiều khi ẩm quá nó hư không? Nè, ở đây anh đang treo mấy dạng đó cho nên. Cho nó thả xuống ha. Cái này nó không đến nỗi ẩm. Ở đây mình tưới phun sương không à. Nè, nó mau, rất là mau khô. Rồi sáng tưới rồi mà dòm cái này nó chỉ là nó hơi ngã màu thôi. Bốc hơi là nó. Đừng có để khô giống như thế này là được. Rồi ok các bạn, thì hôm nay mình ghé thăm anh Thịnh chủ yếu là giao lưu nói chuyện với ảnh cho đỡ buồn ha. Sẵn chia sẻ với các bạn ha. Nếu qua cái clip này anh em thấy cái món gì thấy thích hợp á, như cá, thấy thích cá nào thì cứ liên hệ anh Thịnh. Cũng như lan, các bạn thấy có thú vui chơi lan thì cũng liên hệ anh Thịnh luôn nha các bạn. Thì anh Thịnh ở đây là
rất là nhiệt tình, có tâm nha. Giá cả này rất là hợp lý, chủ yếu là mê chia sẻ với anh em thôi chứ không có lời lỗ gì đâu. Các bạn cứ inbox anh Thịnh ha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.